đâm. Gánh xiết Yamato này tại sao phải giết người? Hơn nữa còn dùng khí độc chém cùng giết tận, không phải đã rõ rồi sao? Diệt sớm thiên dân rồi thì gánh xiết Nhật Bản, sao là đệ nhất thiên hạ? Sao phải tranh bát bạc? Không phải là để tranh vị trí đầu sao? Sợ rằng không đơn giản như vậy. Vậy ngài nói gì sao? Lúc nãy học sinh Chiểu Hành cũng đã nhìn thấy đấy, người Nhật Bản đã chiếm Bắc Bình. Bọn chúng muốn đốt trọn cả Trung Quốc. Cái gì? Nuốt trọn? Chỉ dựa vào chúng? Điên rồi hay sao? Chiến tranh thật sự đổ ra, ai thua ai thắng rất khó nói. Sớm tiên dân các cậu không phải đã bị chúng diệt rồi sao? Đó là chúng tôi không phòng bị. Bọn chúng giở trò. Để mà đánh thật thì chúng còn kém xa. Dạng Gia Trạch, Bách Lâm Trại, Tả Gia Trang đều trong phạm vi của kế hoạch thiên sứ, tổng cộng hơn 12 sơn trang, ước tính hơn 2 vạn người. Nhiều người như vậy dùng vũ khí thông thường rất khó tiêu diệt hết sạch bọn chúng. Đây là điều tôi lo lắng. Không, tướng quân Isogai chỉ thị vô cùng chính xác, mục đích tạo ra khu không người chính là để bảo vệ bí mật của kế hoạch thiên sứ, nhưng không thể thả khí độc ở xung quanh sớm thiên nhân. Shimayaki, cậu bố trí cẩn mật, đến một con chó cũng không thể thả ra ngoài. Tôi hiểu. Ngoài ra, thi thể cũng phải kịp thời chôn cất để tránh phát sinh dịch bệnh. Rõ. Trong những thôn này, miệng hổ vô cùng quan trọng. Nó nằm ở vùng tiếp xúc giữa bình nguyên và vùng núi. Phải xử lý chỗ đó sạch sẽ trước, sau đó để một tiểu đội canh giữ, cắt đứt tất cả đường thông tới sớm tiên dân. Rõ. Đi đi, tôi tiễn đường các cậu. Các quân sĩ của đế quốc, trước mặt mọi người là những chiến sĩ hy sinh vì thắng chiến, là Miura Ichiro đến từ Izu. Linh hồn của anh ấy đã về với cố hương. Nhiệm vụ của các bạn chính là hoàn thành sự nghiệp mà anh ấy chưa hoàn thành. Chiến đấu vì thiên hoàng, chiến đấu vì đế quốc, chiến đấu vì thiên hoàng, chiến đấu vì đế quốc. Mấy người làm gì thế? Bà con, mau chạy đi. Mau chạy đi. Cứu bạn, mau chạy đi.
Cứu bạn. Cứu bạn. Mau chạy đi. Mau chạy đi. Đừng giết tôi. Em đang làm gì thế? Sao em lại trốn ở đây? Có người muốn giết em. Ai? Không biết. Cầm súng, thấy người là đánh. Nói gì em nghe cũng không hiểu. Giết sạch người trong thôn chúng em rồi. Chắc chắn là người Nhật làm. Thôn nào vậy? Dạng gia trại. Cha mẹ đâu? Chết rồi. Cả thôn đều chết rồi. Chỉ còn mỗi mình em. Em tên gì? Cẩu Hoa. Đói không? Ba ngày rồi chưa ăn cơm. Nào cầm lấy. Cẩu Đảng mau ăn đi. Em đưa bồ câu à? Đó tên là cậu Đảng. Cậu Đảng sao? Cậu qua cậu Đảng. Hai đứa là anh em à? Đó là em trai của em. Cậu qua, cầm lấy tiền. Chạy đi tìm họ hàng đi. Cầm lấy. Mẹ, đứa nhỏ tỉnh chưa? Tỉnh rồi, mẹ mang bát canh qua đó. Đào, bóc với mẹ. Tú Liên à, Đào, uống canh đi. Không uống nữa. Con không uống thì làm sao có sữa được. Uống không trôi. Tiến công. Rõ. Mau chạy, quỷ tử vào thôn rồi. Mau chạy đi.
Quỷ tử tới rồi, mau chạy đi. Chuyện gì vậy? Cha, mau chạy, quân địch tới rồi. Vậy làm sao đây? Tiểu quý đâu? Nó ở trong phòng. Mau đưa mẹ và Tú Liên chạy đi. Mẹ, quân địch tới rồi. Chuyện gì vậy? Tú Liên, mau ôm con chạy thôi. Bao, Tú Liên, tao liền với chúng mày. Mẹ, Tú Liên, không. Không. Mẹ. Mẹ. Chị. Mẹ. Mẹ. Chiến hải. Mẹ. Mẹ, con về rồi. Chiến hải. Mẹ, đây là chuyện gì vậy? Ai làm thế? Người Nhật Bản. Con à, mau đi. Mau đi đi. Mau đi đi. Mẹ, con đi tìm xe đưa mẹ đi. Mẹ, không xong rồi. Con mau đi, báo thù cho mẹ. Báo thù. Mẹ. Mẹ à. Đi theo tôi làm gì? Em không có nơi nào để đi. Anh cũng không có chỗ đi. Anh đi đâu em đi đó. Anh đi chết. Em cũng đi chết sao?
bò xuống, muốn chết à? Đúng là cục nợ. Mấy ngày không ăn rồi? Ba ngày. Diều thôn như vậy, sao không vào trong tìm đồ ăn? Không dám sợ bị bắn. Ăn chậm thôi, đừng để nghẹn. Qua bên kia có mạch nước suối. Ăn rồi, uống rồi mau đi đi, đừng theo anh. Đại ca, anh tới đây làm gì? Nhìn thấy chưa? Sớm tiên dân, già của anh. Chết hết rồi. Chỉ còn sống mình anh. Vậy những người đó là ai? Một đám chó tạp chủng. Đó là đám quỷ. Quỷ Nhật Bản. Đều là do chúng làm. Mối thù lớn như thế, không báo thì làm sao được? Đại ca, thù của thôn em không báo cũng không được xem là người. Đừng nhắc tới thôn các em bãi. Anh tới tìm cái chết, đừng theo anh, biết chưa? Em giúp anh. Em giúp anh, giúp cái gì? Ăn đo thì đi đi. Đợi em với đại ca. Đại ca, tự sớm tiên nhân của anh cao như thế, sao mà giàu được? Anh là người trong thôn, đương nhiên có cách. Cách gì thế? Chui hầm. Hầm? Thôn các anh có hầm sao? Lúc tổ tiên bọn anh xây thôn có hai điểm, một là tường cao, hai là tường hầm. Vậy đường hầm ở đâu thế? Không thể nói cho em biết. Sao không thể? Em cũng không phải người Nhật Bản. Đường hầm của thôn anh chỉ có người thôn anh được biết, không cho người ngoài biết. Em không phải người ngoài, em là người mình. Được rồi, cẩu qua. Trời sắp tối rồi, anh phải vào thôn, em mau đi đi. Đi theo con đường cũ lên núi, qua cầu chính là Triệu Dương Bố, biết chưa? Em không đi. Không phải anh đã nói với em rồi sao? Anh phải vào thôn, không được sống trở ra đâu. Em chết cùng anh. Em chết. Cha mẹ em tìm anh thì sao? Được rồi, đừng khóc nữa. Anh đưa em đi. Sao không đi nữa? Nhỏ tiếng thôi. Đường hầm ở đâu sao em không thấy? Anh sao thế? Anh không sao, cẩu qua. Nhìn thấy cái dốc kia không? Vượt qua cái dốc đó, có một cây ốc chó to như thế này. Cái lối vào ở ngay bên cạnh, to thế này. To thế này sao? Em đi qua trước đi, hai chúng ta cùng đi. Không phải, anh đau bụng. Anh giải quyết xong sẽ tới tìm em. Đi đi, em đợi anh. Anh đi ngoài thối lắm, em đợi anh làm gì? Đi đi, được, vậy được. Em qua bên đó đợi anh, anh bao lên. Bao lên đó. Muốn lừa em sao?
Ai? Ngài tướng quân Isogai tôn kính. Phim về sớm tiên dân đã rửa xong, đồng thời mang về rồi. Phim được thuyết minh bởi Hoa Thành Phim Việt Nam. Chúc các bạn xem phim vui vẻ. Tướng quân Isogai trả lời, yêu cầu bảo quản phim tốt, vài ngày nữa sẽ tới sớm tiên dân. Tốt quá rồi. Sao em lại tới đây? Anh cứ không ra. Em còn tưởng không phải anh đã bảo em đi rồi sao? Em không muốn đi. Không muốn cũng phải đi. Mau đi đường hầm, mau đi. Đại ca, em mau đi đi. Đi. Mau. Bịt miệng đi. Chỉ gây rắc rối. Em làm cho khí độc thoát ra rồi. Em muốn giúp anh. Không dám. Em giúp anh thế nào? Anh còn suýt chết đây. Em không muốn anh chết. Em mau đi. Trốn vào đây. Người đâu? Bao đi. Em không đi. Người Nhật Bản tới rồi cũng chết sao? Anh không muốn sống, em cũng không muốn sống. Đi. Bao, vào trong. Trên thân không có vết thương, rõ ràng là chúng độc mà chết. Khí độc bây giờ chúng ta làm ra, căn bản không thể nào chí mạng. Thế nào? Yamada đánh vỡ thiết bị thí nghiệm. Khốn nạn. Yamada tại sao lại làm thế này? Lẽ nào hắn điên sao? Hai người mang thi thể đi xử lý sạch sẽ hiện trường. Rõ. Sao mà hỏng đồ rồi? Nặng quá em. Cậu qua, qua đây. Vào trong. Thật là không hiểu. Yamada sao lại điên rồi chứ? Những kẻ thắng ngăn cách với thế giới. Không có phụ nữ, không có thịt, không có âm nhạc. Tôi cũng sắp điên rồi.
Khốn nạn, phong tỏa, lục soát. Cậu qua, ra đây. Em qua trước đi. Trưởng quan, bao, bên đây. Bao lên. Đuổi. Rõ. Bao. Khốn nạn. Trưởng quan, vẫn nên quay về đắp địa đạo vào đi. Không, giữ lại. Để chúng bắt câu. Rõ. Báo cáo. Vào đi. Ban chủ, gánh xiết qua dũng rời khỏi bảo định hướng về phía tây. Sớm tiên dân. Có lẽ là vậy. Lâm Chiến Hải có tin tức gì chứ? Vẫn chưa có. Đi theo bọn chúng. Trước khi chúng vào sớm tiên dân, tiêu diệt sạch chúng. Ban chủ, không phải ngài nói phải dùng cánh xiết qua dũng dẫn Long Chiến Hải ra sao? Không, lợi ích của đế quốc quan trọng hơn. Kế hoạch thiên sứ tuyệt đối không thể lộ. Rõ. Hòa thượng chạy không đi đâu được khỏi miếu. Tiểu tử đó không biết chừng sớm đã về sớm tiên dân rồi. Nói không chừng đã uống rượu với Dương Chỉnh Xuân đó. Đại sư huynh, không, ban chủ, anh nói Long Chiến Hải có phải là thật không? Sao? Em còn sợ nó là thật à? Năm ngoái chúng ta quay về từ Bảo Định, đó là áo gấm về làng. Lần này thì hay rồi. Quan công đi mạch thành rồi. Bớt nói vài câu. Sato, giấu vũ khí đi. Bao lên. Em không đi đổi nữa rồi. Bao lên. Em không đi đổi nữa đâu. Đau chân. Rốt cuộc có đi không? Không đi được thì ở đây đợi chết đi. Em không đi được nữa. Không đi được đâu. Đau chân. Em đau chân. Trừ việc thêm phiền phức, em còn có thể làm gì? Bầu bạn với anh đó. Không cần. Xuống núi thì bao chóng, cách xa anh ra. Anh vẫn muốn quay lại giết người Nhật à? Đến sống còn không vào được, giết sao được? Không phải có hang sao? Rồi bị em làm dẫn rồi. Đường hầm sao có thể không được phát hiện chứ?
ai cậu kéo cả hai con quỷ Nhật Bản vào trong rồi thì đám quỷ Nhật Bản càng không phát hiện ra sao. Anh thấy cái lỗ hang đó dù sao cũng không giấu được nên mới kéo chúng vào. Kéo chúng làm gì? Làm gì hả? Anh không kéo chúng vào, em có cơ hội chạy thoát sao? Có gì từ từ nói, nóng cái gì chứ? Anh nóng. Anh nóng cái gì? Anh hận là không. Không để em lại đây cho sói ăn đấy chứ. Anh không đỡ đâu. Giải con. Phượng cô, ăn chút đi. Em không đói. Sư tỷ, ít nhiều cũng ăn chút. Chị thực sự không nuốt được, mọi người ăn đi. Dịch bày kìa, đầu sắt. Em với tay to này phối hợp rất tốt. Đương nhiên rồi. Chị Dĩ Gia, sống tiên nhân các chị có lớn không? Lớn lắm. Bốn phía đều là tường dây, thổ phỉ cũng không vào được. Vậy sao? Tay to nghe thấy chưa? Trước đây ông nội nói mãi về sớm tiên nhân, hôm nay cuối cùng chúng ta cũng tới rồi. Anh khác rồi. Cây thế, đây là nước gì vậy? Nước ngọt. Em đói rồi. Kiếp trước anh đỡ em à. Bảo ăn đi. Sau khi ăn xong, chúng ta được ai đấy đi. Hiểu chưa? Ăn đi. Đại ca, chúng ta đi đâu đây? Bảo Định. Thật ra em còn chưa đi Bảo Định bao giờ. Không có chuyện của em. Mau ăn, xuống núi thì mau đi. Em thật sự chưa từng tới Bảo Định. Em nghe rõ cho anh. Anh chạy tới Bảo Định để tìm người. Em đi theo anh quá chậm, làm lỡ chuyện. Cứu ai thế? Không đám người không biết tốt xấu. Không biết tốt xấu thì cứu để làm gì? Ai bảo họ là người của sớm tiên nhân chứ? Đi Bảo Định sao không đi đường lớn chứ? Muốn chết sao? Miệng khổ bị người Nhật Bản chiếm rồi. Dám nhìn không? Anh còn bị bắn một phát đây. Anh không chết chứ? Có em quấn lấy anh. Có em quấn lấy anh. Anh muốn chết cũng không chết được. Em không muốn anh chết. Được. Trời sắp tối rồi. Mọi người tới hôm nay nghỉ ở miệng khổ nhé. Sáng sớm ngày mai đi. Tại sao? Không phải chỉ đi đường đêm thôi sao? Có gì mà sợ? Em không sợ. Không phải chuyện sợ hay không sợ đi đường núi. Mọi người đều mệt rồi. Anh thấy chẳng nên nghỉ đi. Đúng. Ngày mai trời sáng chúng ta vào thôn sao? Nếu như Long Chiến Hải nói thật, trời tối vào trong, không phải vào miệng của bọn Nhật rồi sao? Cậu nói vậy có ý gì? Vậy cậu tin Long Chiến Hải đó sao? Em tin hay không? Cẩn thận một chút cũng không sao. Anh nói xem, đại sư Quynh. Đúng. Cá chạch nói đúng. Chúng ta đừng bạo muội mà vào thôn. Quan sát đã. Cái gì mà đúng? Anh xem hai người các anh, tự mình dọa mình, nào có giống đàn ông. Đây không phải là chuyện tự mình dọa mình. Không phải sư phụ trước kia không phải cũng nói sao? Cẩn thận thì không có sai lầm. Chúng ta hành tẩu giang hồ chính là. Anh đừng dắt cha em nữa. Phía trước là vùng núi rồi.
tăng nhanh tốc độ tiêu diệt chúng. Không phải nghe nói hoàng quân đã vào trong miệng hổ rồi sao? Còn cần chúng ta động thủ sao? Phải tới trước khi hoàng quân tiêu diệt chúng. Đây mới là chiến công của cánh xiết Yamato. Đúng, nếu như hoàng quân tiêu diệt cánh xiết Hoa Dũng, đó mới là niềm tiếc nuối thật sự. Bao lên. Bao. Ngày mai đừng vội vào thôn. Từ cái lỗ động quan sát đã. Không có động tĩnh thì bảo người kéo tấm chắn ra. Không phải chỉ một Long Chiến Hải thôi sao? Nhìn xem mấy người bị dọa thành thế nào rồi. Em không sợ Long Chiến Hải. Em sợ lỡ như có người Nhật Bản. Vừa hay báo thù cho cha tôi. Nếu như người Nhật Bản chiếm sớm tiên nhân thật thì lớn chuyện rồi. Mọi người nghĩ, trong thôn nhiều cao thủ cũng không đánh lại chúng. Chỉ dựa vào một mình cánh xiết Hoa Dũng chúng ta. Em cũng thấy thoải mái lắm chứ. Đừng đi theo anh. Dừng xe. Vậy ra. Bà điên, có biết tốt xấu không? Lưu Khuê, bị chặt cô ta. Tôi nói thật đó. Không chỉ miệng khổ, các thôn phía trước thì bị người giật đứt trọn rồi. Không tin thì hỏi đứa trẻ đó đi. Cô nghe tôi nói, chị đừng đánh nữa. Thả tôi ra. Em đừng có kéo lấy tôi. Sư tỷ, em thả tôi ra đi. Em là gì vậy? Tiểu tử, cậu qua qua đây. Buông tay. Các người đừng đánh Lục đại ca nữa. Anh ấy không phải người xấu.